Phi Thanh Vân nghẹn ngào kể về bố, từ chối nhận tiền biếu vì biết con làm ăn lỗ. Cô bình tĩnh để lo tang lễ cho bố, nhưng khi nhắc đến những kỷ niệm của hai cha con ở quá khứ, thì Phi Thanh Vân không thể giấu được nước mắt. Bố có vai trò quan trọng trong cuộc sống của nữ diễn viên. Từ hình thành tính cách cho đến những lời động viên, dù biết trước sẽ có ngày này, nhưng Phi Thanh Vân cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Gặp Phi Thanh Vân ở nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, nơi đang diễn ra đám tang của bố ông Nguyễn Văn Linh, hưởng thọ 81 tuổi, quê Thái Bình. Trong cô hốc hác, gương mặt thất thần khi nhìn di ảnh của người cha thân yêu. Cô kể, tôi có cảm giác linh cảm rất lớn trong năm nay, sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra với bố. Tôi có giác quan thứ 6 mạnh, cảm nhận được điều gì thường xảy ra. Từ đầu năm đến nay, mỗi lần gặp bố, tôi đều hay quay phim chụp hình. Khi nghe mẹ báo từ bệnh viện bố đã qua đời, tôi không thể tin được chuyện này. Lúc bố liệm mặt ngủ như cười vậy, rất hiền lành. Bố ra đi trong lúc bị nhồi máu cơ tim. Trong thời gian qua, bố mắc rất nhiều bệnh như suy thận cấp, xương khớp, cao huyết áp, bệnh người già. Ngày xưa bố là cựu chiến binh trong người đầy thương tích. Bố bị bệnh từ nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ rên la, rất kiên cường. Mỗi lần ốm, bố tự đi đến bệnh viện để khám mà không muốn làm phiền đến các con. Ngay cả đến trước lúc mất, ông chỉ nói rằng mình bị tức ngực và khi bác sĩ vào cấp cứu thì không thể kịp nữa. Những ngày trước lúc qua đời, khi con cháu đến thăm bố đều cười nói hết sức vui vẻ, dù cho ông phải chịu đựng những cơn đau vì vô thuốc. Thấy cảnh tượng ấy, tôi xót xa vô cùng. Khi nói đến người đàn ông đặc biệt có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc đời, cô gói gọn trong từ anh hùng. Với tôi, bố là một anh hùng, từ tinh thần chiến đấu kiên cường chẳng ngại khó khăn của ông từ nhiều năm trước. Đã phần nào là tấm gương để mình cố gắng trong hôm nay. Bố rất thương tôi, ông thường kể những câu chuyện khiến tôi thấy những sự việc ở hiện tại chẳng là gì. Tinh thần tôi cũng mạnh mẽ hơn, từ nhỏ bố đã tập cho tôi có sự kiên trì, phải làm mới có thành quả. Khi còn bé, mỗi khi muốn đi chơi tôi phải nhổ tóc bạc thì bố mới cho phép ra ngoài. Và từ xưa đến nay, ông chưa khi nào dạy dỗ tôi bằng đòn roi, nữ diễn viên tâm sự. Bình tĩnh nói đến bệnh tình, tự hào nói đến tinh thần chiến đấu kiên cường đến phút cuối, nhưng Phi Thanh Vân đã bật khóc nức nở khi bộc bạch vì nghĩ về những điều mình không thể làm cho bố. Tôi muốn làm cho bố rất nhiều điều, dù chẳng được ở gần ông. Bố làm bộ đội thường xuyên đi công tác xa nhà, sau này khi chuyển việc vào miền Nam nhưng ông vẫn phải đi khắp nơi. Khi học hết lớp 12, tôi lại đi theo đoàn phim, lấy chồng 10 năm, lâu lâu mới về nhà một lần. Tôi chưa đưa bố đi du lịch được nhiều, chỉ đi được vài lần. Đến lúc có con, dù gặp nhau cũng thường xuyên, nhưng chẳng ở chung nhà. Thì cũng không có cơ hội để chăm sóc bố kỹ càng. Đôi lúc mình nghĩ thời gian sẽ còn nhiều, nhưng bây giờ chẳng thể nữa rồi. Dù có nhiều người theo đuổi yêu mến, nhưng chỉ duy nhất một người thông cảm thấu hiểu được áp lực mà nữ diễn viên đang đối mặt hàng ngày. Bố có chế độ khám bệnh của bộ đội, bệnh viện cũng cấp thuốc thường xuyên, chỉ khi có những loại tốt hơn, đắt tiền hơn thì mình mới mua. Nhưng bố chưa khi nào đòi hỏi mình đưa nhiều tiền cả. Bố có lương hưu khá tốt, nhưng ông không tiêu xài mà đưa mẹ để lo ăn uống cho gia đình. Mỗi khi về nhà tôi hay biếu bố tiền để mua thuốc, nhưng ông chẳng bao giờ lấy. Bố luôn dặn tôi giữ tiền để nuôi con. Trên thực tế, mọi người nhìn vào với hình ảnh tôi là một nghệ sĩ doanh nhân, nhưng chẳng ai hiểu được trên đôi vai mình có vô số áp lực, từ công ty, nhân viên, tiền thuế, nuôi bao nhiêu con người. Mỗi tháng làm ra tiền thì rất mệt mỏi, có năm làm ăn chẳng được phải bán đất bán xe, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ có bố mới hiểu được điều này, Linh luôn từ chối nhận tiền biếu của con gái. Tôi cứ nài nỉ bố cầm vì làm ăn thiếu nhiều, chứ phần biếu này chẳng là bao, cô kể. Dẫu vậy, Phi Thanh Vân phần nào an lòng khi thấy bố qua đời nhẹ nhàng, không nhiều đớn đau, ngủ một giấc ngon lành ở một thế giới mới. Trước khi qua đời, ông có về nhà tôi để chơi một tuần, khoảng thời gian ấy rất vui vẻ. Dù muốn đưa cả hai ông bà về sống chung từ bấy lâu nay, nhưng giữa tôi và mẹ thường xuyên bất đồng quan điểm. Đến lúc mất, nhìn khoảnh khắc bố ngủ rất hiền lành, tôi nghĩ bố đã đủ đầy rồi và không còn điều gì để dặn dò mọi người nữa. Lễ hỏa táng của bố nữ diễn viên sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 5 tháng 6 hôm nay tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Sau đó, tro cốt của ông sẽ được đưa về quê nhà ở Thái Bình để chôn cất ngay tại khu mộ của dòng họ Nguyễn.